Chị Ngọc Diệu là không biết là chị Ngọc Diệu có hay mua hàng qua các trang mạng xã hội không? Chị Ngọc Diệu cũng hay mua hàng qua các trang mạng xã hội, và như trong bản tin thế giới 360 độ mà chúng ta vừa theo dõi thì livestream bán hàng qua mạng xã hội đang bùng nổ tại khắp các quốc gia trên thế giới từ khi mà dịch bệnh COVID-19 được phát hiện và bắt buộc mọi người phải hạn chế việc tiếp xúc cũng như là đi lại. Vâng, livestream có thể nói là hình thức phát trực tiếp không còn xa lạ khi mà hơn một năm trở lại đây được sử dụng như là một công cụ tất yếu trong việc marketing sản phẩm. Và cũng giống như thông tin thế giới mà quý vị vừa theo dõi vừa rồi, thì nếu như trước đây, các nhãn hàng dùng livestream thông qua đội ngũ là những người có tầm ảnh hưởng, gọi tắt là KOL, để truyền tải thông điệp, hình ảnh và sức hút đối với cộng đồng. Thì nay, chính những CEO, ông chủ của các nhãn hàng sẽ là người truyền cảm hứng, nâng tầm giá trị của sản phẩm thông qua hình thức này. Chia sẻ sau đây sẽ giúp cho quý vị thấy rõ hơn về điều này ngay tại Việt Nam. Đây là buổi livestream có sự xuất hiện của CEO công ty cổ phần Thế giới Di động để giới thiệu về sản phẩm mới. Sau buổi livestream, doanh số bán hàng đã đạt gấp 5 lần so với bình thường. Điều này cho thấy sức hút của các CEO trong công cụ kinh doanh trực tuyến này. Với cái công nghệ hiện nay thì cái việc mà livestream bán hàng nó cũng rất là dễ tiếp cận. Tôi cảm giác là mình như mình có thể tiếp cận được với những cái sản phẩm mà mình mong muốn. Và với cái hình thức đấy thì tôi cũng sử dụng khá nhiều. Hình thức bán hàng livestream trên mạng thì khá là phổ biến, không chỉ ở thế giới mà ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là em thấy ở bên chỗ Thế Giới Di Động ấy thì người ta cũng đã bắt đầu là đã bán hàng online rồi. Em thấy là cách này là cách bán hàng rất là hiệu quả, vừa để cho khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng với sản phẩm hơn và cũng là một cách để quảng bá thương hiệu của họ. Livestream đang thực sự trở thành xu hướng marketing dẫn đầu về tính thực thi và hiệu quả. Hình thức livestream không mới, nhưng CEO livestream thì thực sự là mới, tạo ra sự khác biệt trong cách kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Livestream đó là một trong những cái hình thức mà rất là phổ biến trong những cái năm gần đây, đặc biệt là khi cái giai đoạn thương mại điện tử phát triển. Và gần đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái CEO nổi tiếng tham gia vào cái hoạt động này để truyền tải thông điệp về sản phẩm, về thương hiệu của mình đến người tiêu dùng. Nếu mà CEO đứng ra họ nói về đứa con tinh thần của họ thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với một KOL họ nói về một sản phẩm. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, những thị trường thương mại điện tử lâu đời, hình thức bán hàng livestream đã mang lại những nguồn thu khổng lồ cho các nhà bán hàng. Còn tại Việt Nam, xu hướng livestream của CEO tuy chưa phổ biến nhưng được đánh giá sẽ là phát triển trong tương lai. Cái việc các CEO mà xuất hiện và chia sẻ sẽ giúp cho không chỉ là người tiêu dùng người ta cảm thấy cái thương hiệu đấy là uy tín, mà còn giúp cho thị trường nói chung nhìn thấy việc là ở Việt Nam chúng ta có một cái nền tảng, có nhiều các doanh nghiệp làm ăn uy tín và minh bạch. Chúng tôi thì rất ủng hộ cái định hướng mà làm sao mà những vị quản lý, những vị lãnh đạo các doanh nghiệp là có thể trực tiếp chia sẻ và trực tiếp giúp cho thị trường thương mại tự phát triển. Livestream không còn là một hình thức marketing và bán hàng quá mới mẻ. Nhắc đến livestream, người ta thường nghĩ đến những chủ shop bán lẻ, bán online với các mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các CEO khiến người ta có một đánh giá khác về hiệu quả mà hình thức này mang lại. Do đó, các công ty, đơn vị kinh doanh, nhất là những người đứng đầu đơn vị mình cũng nên xem đây là một cách để tăng doanh thu trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có những diễn biến khó lường trên thế giới.